Xin kính chào quý vị và các bạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với rất nhiều những câu chuyện xung quanh những điều kỳ diệu Những điều có thể nói là vô tiền khoáng hậu mà U23 Việt Nam đang trải qua ở giải U23 Đông Nam Á Một hành trình đầy trông gai, một hành trình đầy thử thách Một hành trình với quá nhiều những gian nan và những câu chuyện gợi lên niềm tự hào và cảm hứng mang tên Việt Nam Một Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc sẽ đi đến đích điểm cuối cùng ngày hôm nay với trận chung kết với đại kình địch U23 Thái Lan tại Morodok Techo lúc chín h mươi trận chung kết trong mơ của giải đấu này nhưng mọi thứ diễn ra không hề như mơ như thơ với chúng ta ít nhất là về mặt con người và lực lượng cho dù kết quả hay những cảm xúc mà chúng ta đã có được là những cảm xúc quá đẹp là những điều mà chúng ta cảm thấy rằng thật là hạnh phúc khi là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là những người dân của đất nước Việt Nam, chúng ta lại được thấy những chàng trai 19 đôi mươi tái hiện lại hình ảnh của những chiến sĩ năm xưa. Những chiến sĩ thực sự là bất khuất và thực sự đã làm cho tất cả Đông Nam Á phải ngả bộ thán phục. Bây giờ thì xin phép được chia sẻ với quý vị và các bạn những câu chuyện trước trận chung kết và những câu chuyện mà tại sao đến giờ này thì Biên Cương mới À, gọi là lên sóng để chia sẻ vì phải chờ đợi những thông tin đó làm sao cho đầy đủ và chính xác nhất đúng không ạ? Ngày mai thì xuất hiện hai thông tin. Một là thông tin về bốn trường hợp cầu thủ âm tính của U23 Việt Nam và hai là thông tin về việc mà VFF đề xuất với AFF về việc là có thể thay đổi điều lệ và cho đội bóng của chúng ta được bổ sung thêm ít nhất là hai cầu thủ nữa để làm sao đảm bảo đủ 16 cầu thủ đá trận chung kết thì hôm nay chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ từng câu chuyện bên cạnh một câu chuyện đối với một nhân vật xuất hiện không quá nhiều nhưng chắc chắn rằng sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam đó là câu chuyện về thủ môn Trần Liêm Điều và cùng với đó là những thông tin hướng tới trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trước hết là về câu chuyện lực lượng đã nói chung là bấy lâu nay thì khi mà Việt Nam gặp Thái Lan thì chúng ta hay chia sẻ với nhau nhiều lắm nào là yếu tố lịch sử này nào là yếu tố là sử dụng ai đá với đội hình nào với con người ra sao trong trận đấu với Thái Lan. Nhưng đối với U23 Việt Nam ở giải đấu lần này thì làm gì có thời gian, làm gì có một cái sự tập trung nào đó để hướng tới những cái câu chuyện vốn dĩ là những câu chuyện có thể nói là gia vị thú vị của bóng đá đó, bởi vì điều quan tâm nhất là có ai để đá đây, nhân sự thế nào ở đây. Thưa quý vị và các bạn, cho đến lúc này thì đã có thông tin chắc chắn từ đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có mặt tại Campuchia. Đó là gì? Chúng ta sẽ chỉ có 3 cầu thủ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã nghe thông tin về việc là có 4 cầu thủ của U23 Việt Nam âm tính với COVID-19 sau khi test nhanh đó là các trường hợp của Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản và Trần Mạnh Quỳnh. À, cùng với đó là đội trưởng Dũng Quang Nho Thế nhưng đó là kết quả test nhanh mà thôi Và đó là thông tin mang tính chất nội bộ Còn tất cả vẫn phải chờ đợi vào kết quả test PCR của ban tổ chức Và đến tối ngày hôm nay thì đã có kết quả test PCR của ban tổ chức rồi Và cụ thể thì U23 Việt Nam không phải có 4 cầu thủ âm tính Mà chỉ có 3 cầu thủ âm tính với SARS-CoV-2 mà thôi Đó là Dũng Quang Nho, là Trần Mạnh Quỳnh và là Dương Đức Mạnh. À, như vậy là chúng ta sẽ có 3 cầu thủ đủ điều kiện để đăng ký thi đấu trong trận chung kết vào tối ngày 26 tháng 2 với đội tuyển U23 Thái Lan. Và như vậy là đến lúc này thì U23 Việt Nam có bao nhiêu cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu ạ? Xin phép được nói lại một chút để mọi người có một cái thông tin mang tính chất hệ thống. Đó là chúng ta có 13 cầu thủ đấu với Timor Leste trong trận bán kết đúng không ạ? Và trong trận đấu đó thì chúng ta thấy là có hai cầu thủ đã phải ra sân bất đắc dĩ. Đầu tiên là trường hợp của trung vệ đội trưởng Đoàn Anh Việt. Đoàn Anh Việt phải rời sân và sau đó là nhường vị trí cho Hồ Khắc Lương. Và cho đến lúc này thì thông tin cho biết là Đoàn Anh Việt chấn thương khá là nặng và rất khó để hồi phục kịp cho trận đấu vào tối ngày 26 tháng 2. Như thế có nghĩa là chúng ta mất đi một người. 13 trở đi một còn 2, 12 đúng không? Cầu thủ khác là Trung Thành cũng đã gặp phải chấn thương mới dẫn đến một cái Thời khắc hy hữu của lịch sử bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Việt Nam Phút thứ 99 thì Trung Thành đau đớn rời sân và thủ môn Trần Liêm Điều vào sân Trung Thành và đoàn Anh Việt rất khó có thể kịp bình phục cho trận đấu với Thái Lan ở chung kết Và đến khi test PCR, xin lỗi là test nhanh vào sáng ngày 25 tháng 2 Thì có thêm Trần Quang Thịnh à, dương tính với Covid-19 như thế có nghĩa là chúng ta về mặt điều kiện thì là còn lại 12 người bởi vì trừ trừ đi Trần Quang Thịnh mà thôi. Và chúng ta có thể đăng ký 12 cầu thủ đó cộng với ba cầu thủ mà mình vừa nêu tên đó là Trần Mạnh Quỳnh, Trương Đức Mạnh và Dũng Quang Nho. Thế có nghĩa là chúng ta có 15 cầu thủ. Có 15 cầu thủ nhưng thực tế là hai cầu thủ là Đoàn Anh Việt và Trần Quang Thịnh rất khó có thể thi đấu. Tức là chúng ta sẽ chỉ có 13 cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức cho trận đấu với U23 Thái Lan thôi. Nhưng ở đây nói từ cụm từ là hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức cũng không hoàn toàn đầy đủ đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì là hai cầu thủ là Trần Mạnh Quỳnh và Dương Đức Mạnh là những người đã mắc Covid-19 một ngày trước khi đá với U23 Singapore, tức là bị phát hiện uh, dương tính với Covid-19 ngày 18 tháng 2, tức là từ khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 cho đến ngày 26 tháng 2 họ trải qua một quãng thời gian không tập tành gì cả, không được ra sân, có chăng chỉ là những bài tập ở trong phòng của mình mà thôi. Còn lại Dũng Quang Nho thì cũng đã dương tính sau chiến thắng trước uh, U23 Singapore vào ngày 19 tháng 2, tức là cũng đã trải qua khoảng 5 ngày không tập tành, không tập luyện gì cả. Thế cho nên gọi là hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức là về lý thuyết thế thôi, thôi. Chứ còn về sự chuẩn bị nền tảng thể lực cho một trận bóng đá thì rõ ràng là vẫn rất rất đáng lo ngại đúng không ạ? Nhưng xin si phép được thống, thống kê lại đó là chúng ta sẽ có 15 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu nhưng sẽ chỉ có 13 cầu thủ có khả năng được sử dụng mà thôi. Thế có nghĩa là rất có thể trong trận đấu với Thái Lan trận chung kết Trần Liêm Điều sẽ lại vào sân và có thể lại đá ở vị trí tiền đạo thì sao đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về chàng thủ môn rất đặc biệt Trần Liêm Điều sau bây giờ thì sẽ là câu chuyện về việc mà vff um, bàn bạc trao đổi và muốn aff tức là liên đoàn bóng đá đông nam á thay đổi điều lệ để chúng ta có thể bổ sung thêm hai cầu thủ khi mà rất là nhiều các bạn hâm mộ bóng đá nghe thông tin là vff kiến nghị bổ sung hai cầu thủ với aff thì nhiều người lại nghĩ về một cuộc hành quân nữa bằng đường bộ hoặc là đường hàng không của các cầu thủ việt nam à, xin thưa không phải là như vậy à, vì sao bởi đây là sự bổ sung những cầu thủ không phải đến từ Việt Nam nữa mà là từ những cầu thủ tại chỗ. À, tại sao lại nói như vậy? Vì như chúng ta đã biết đấy là nguyên tắc của giải U23 Đông Nam Á thì mỗi đội bóng sẽ được bổ sung tối đa 10 cầu thủ dựa trên nguyên tắc một đổi một. Tức là gì? Tức là nếu như có những cầu thủ nhiễm Covid à, thì đội bóng đó sẽ thực hiện việc thay đổi cầu thủ A thay đổi cho cầu thủ B. Thế có nghĩa là nếu như bổ sung một cầu thủ từ Việt Nam sang thì một cầu thủ đang có mặt tại Campuchia sẽ bị loại gạch tên và chúng ta cũng đã cùng cập nhật với nhau thông tin về 10 cầu thủ sang Campuchia và cùng với đó là 10 cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách U23 Việt Nam để nhường chỗ cho những cầu thủ không nhiễm Covid từ Việt Nam sang. thì cái sự bổ sung mà ABEP và VFF đang trao đổi đàm phán với nhau thì đấy là sự bổ sung những cầu thủ tại chỗ chứ không phải là những cầu thủ từ Việt Nam sang vì Điều này thì đã được VFF trao đổi với AFF từ ngay sau trận đấu với team Moleste rồi. Đến sáng ngày 25 tháng 2 thì câu chuyện đó tiếp tục diễn ra, nhưng có thể là kết quả sẽ chỉ được trả lời chính thức vào sáng ngày diễn ra trận đấu mà thôi. Nhưng về lý thuyết là cũng tương đối khó khăn bởi mọi người đều biết là thay đổi một điều lệ của một giải đấu thì nó không hề dễ dàng và đơn giản bởi vì nó sẽ còn dẫn tới nhiều những thông tin khác, những ý kiến quan điểm khác từ các đội bóng khác ví dụ như đối thủ của chúng ta là Thái Lan chẳng hạn thì sao đúng không? Thế cho nên là 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 thông điệp ở đây là gì? Thông điệp ở đây là chúng ta vẫn phải chờ đợi nhưng cơ hội là không lớn một chút nào. Như vậy là chúng ta sẽ đã cùng nhau chia sẻ về hai thông tin rất là quan trọng được quan tâm rất là nhiều trong ngày hôm nay về vấn đề lực lượng của U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu đối với đối thủ là U23 Thái Lan trong trận chung kết. Như vậy là sẽ có rất nhiều thử thách khó khăn cho chúng ta Và sẽ lại giống như trận đấu gặp Timor-Leste Khi mà đối thủ của chúng ta uh, Có đầy đủ binh hùng tướng mạnh Nếu mọi người theo dõi lại danh sách của U23 Thái Lan uh, Trong trận đấu với U23 Lào bán kết Thì họ có đủ 23 cầu thủ Gồm 11 cầu thủ đá chính và 12 cầu thủ trên băng ghế dự bị Và trong buổi họp báo chia sẻ trước trận đấu Thì huấn luyện viên Garcia của Thái Lan uh, Nói rằng ông cũng rất là chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam Nhưng ông cũng không muốn tiết lộ về danh sách của U23 Thái Lan. Trước khi xuất hiện để chia sẻ cùng với quý vị các bạn ngày hôm nay thì mình cũng đã đi tìm hiểu trong các nguồn thông tin từ Thái Lan và thấy rằng không có một thông tin nào về việc là họ có một trường hợp nào bị chấn thương hay nhiễm Covid cả. Tức là một U23 Việt Nam có thể sẽ chỉ có 13 cầu thủ sẽ lại đối đầu với một U23 Thái Lan sung sức với đầy đủ 23 cầu thủ đăng ký chính thức cho trận chung kết. Nói về trận chung kết này thì chúng ta có rất là nhiều những điều để hy vọng, để chờ đợi và 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 có thể nói là cổ vũ cho đội bóng của huấn viên Đinh Thế Nam trước đối thủ rất là mạnh là đội tuyển U23 Thái Lan nhưng thực sự cho đến lúc này thì uh, giữa trận đấu ở vòng bảng khi mà chúng ta vượt qua Thái Lan với tỷ số 1-0 với bàn thắng của Trung Thành một pha đá phạt uh, tinh quái và đẹp mắt và một Việt Nam U23 Việt Nam trong trận chung kết uh, như thế này thì uh, rõ ràng là khác nhau quả thật là khác nhau. Chính vì thế mà bản thân huấn luyện viên trưởng của đội U23 Thái Lan ông cũng chia sẻ về việc đó và và cũng nói rằng giữa U23 Thái Lan ở vòng bảng và U23 Thái Lan ở chung kết là rất khác nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của vị huấn luyện viên của U23 Thái Lan ông Garcia. Ông ấy nói rằng phục thù trận thua vòng bảng không phải là động lực chiến đấu của chúng tôi ở chung kết chúng tôi tới giải đấu này để chuẩn bị cho tương lai mục tiêu của các cầu thủ ở mỗi trận đấu là tiến bộ hơn tất nhiên thái lan hy vọng có thể thắng việt nam và vô địch nhưng nếu thua thì cũng không sao cuộc sống vẫn tiếp diễn các cầu thủ của tôi còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai và một thông tin này rất quan trọng nữa thưa quý vị và các bạn mà đương nhiên là huấn luyện viên đinh thế nam của chúng ta sẽ phải nghe kỹ thông tin này và người hâm mộ chúng ta cũng rất là quan tâm với thông tin này đó là ông Garcia nói gì về đội hình của chúng ta? Ông này nói là trận tới thì Việt Nam có thể thay đổi tới 80% đội hình khi họ có những cầu thủ mới. Vì vậy chúng tôi cũng phải chuẩn bị khác và chơi một thế trận khác, tức là khác so với những diễn biến tại vòng đấu bảng. Tôi không biết Việt Nam sẽ có bao nhiêu người có thể sẽ đá chung kết Họ chịu ảnh hưởng quá lớn bởi Covid-19 nhưng Thái Lan chỉ tập trung vào đội hình, cố gắng giữ lực lượng tốt nhất để thi đấu. Việt Nam phải đá 120 phút ở bán kết, còn chúng tôi giải quyết trận đấu trong 90 phút, đó cũng là lợi thế thể lực cho Thái Lan. Thực ra thì huấn luyện viên Garcia là một người Tây Ban Nha, cho nên ông ấy mang trong mình một phong cách châu Âu tương đối thẳng thắn chân thành, chứ cũng cũng không có đòn gió nhiều. Nói chung là đến lúc này thì chúng ta tương đối cảm tình với những huấn luyện viên ở giải U23 Đông Nam Á Thậm chí là ông Da Silva của Timor Leste cũng có rất là nhiều chia sẻ rất là hay Khi mà ông này nói rằng là AFF nên tính tới việc thay đổi điều luật của giải U23 Đông Nam Á Chứ các đội mà thi đấu với lịch như thế này thì căng quá Timor Leste của ông là thi đấu 4 trận trong 11 ngày Và sau đó thì ông ấy nói rằng như thế chúng tôi rất là khó đảm bảo và ông cũng rất chia sẻ Việt Nam của chúng ta thì đá 3 trận trong 6 ngày và đá cả trận chung kết với thái lan nữa thì chúng ta sẽ đá 4 trận trong vòng có 8 ngày mà thôi chắc chắn đó là một điều hy hi hữu là một điều thực sự hy hi hữu trong lịch sử còn với huấn luyện viên đinh thế nam của chúng ta thì uh, huấn luyện viên của chúng ta bao giờ cũng vậy giữ sự khiêm tốn ông Đinh thế nam nói rằng là chúng tôi đã thắng thái lan ở vòng bảng nhưng đó là quá khứ không thể giúp gì cho trận chung kết và sau đó thì uh, ông cũng nói một thông điệp rất là hay là mong các cầu thủ của mình giữ tinh thần đoàn kết để hướng tới trận đấu được dự báo là đầy khó khăn với U23 Thái Lan. Nói chung là những gì mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói trong buổi họp báo thì rất là ít, rất là khiêm tốn. Và nói chung là đến lúc này chúng ta có thể kết luận về huấn luyện viên Đinh Thế Nam đó là một người nói ít nhưng làm nhiều. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam là một người nói ít nhưng làm nhiều và những gì ông làm được cho đến lúc này thực sự là kỳ tích, chắc chắn là như vậy. Nói thật là mình thì nói là có thể nói là khập khiễng quá, so sánh như vậy thì không hay nhưng mình nhiều lúc mình đặt trong đầu một câu hỏi đấy là không hiểu với những cái con người như huấn luyện viên Đinh Thế Nam đối diện ở giải U23 Đông Nam Á mà cái hoàn cảnh đó cái nghịch cảnh đó mà trao vào tay của Pep Guardiola đi chẳng hạn thì cũng không hiểu là chiến lược gia của Manchester City có thể làm được gì đúng không? Thực sự là một đội bóng như thế này sang Campuchia dự giải với 27 cầu thủ thì có 24 cầu thủ dương tính với Covid 19, 24 cầu thủ và sau đó thì ba cầu thủ còn lại kết hợp với 10 viện binh đến từ Việt Nam. 10 viện binh đến từ Việt Nam đó thì gần như không có một buổi tập đầy đủ nào. Thậm chí có những người vừa sang đến nơi chỉ kịp đến sân xỏ giày khởi động và vào sân. Thế thì cũng không hiểu là với những cái hoàn cảnh cái nghịch cảnh đến cùng cực như thế thì nếu rơi vào tay của Pep Guardiola thì ông có thể làm được gì. Nhưng huấn luyện viên Nam nếu chúng ta nhìn nhận lại một cách công tâm thì thấy rằng cách xoay sở của ông thực sự là rất đáng ngưỡng mộ. Nói gì thì nói chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ở giải U23 Đông Nam Á này thì U23 Việt Nam chẳng khác nào như là đá với một ba đội, đội U23 Việt Nam 1, U23 Việt Nam 2 và U23 Việt Nam 3. Và U23 Việt Nam của chúng ta qua 3 trận đấu là đá với 3 sơ đồ. Trận gặp Singapore đá với sơ đồ 4-3-3 ưa thích của huấn luyện viên Thế Nam. Đến trận đấu gặp uh, Thái Lan thì chúng ta chuyển sang sơ đồ 442, nó là do hoàn cảnh lúc đó là chúng ta vẫn có Văn Tùng và vẫn có Quốc Việt ở vị trí tiền đạo. Rồi đến trận đấu với Timor Leste thì do hoàn cảnh cả Văn Tùng cả Quốc Việt đều dương tính với Covid-19, chỉ còn Nguyên Hoàng đá tiền đạo thôi thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam lại chuyển sang sơ đồ 4141. Ba trận đấu, ba đội hình, ba sơ đồ và cũng có rất nhiều cầu thủ mà mỗi một trận đấu có thể nói khác là ba trận đấu đá ở ba vị trí khác nhau. Họ phải đá nghịch ở vị trí sở trường của mình. Thế nhưng cũng không thể hiểu là làm sao mà huấn luyện viên đinh thế nam bằng cách này cách khác vẫn xoay sở vẫn mài rũa, vẫn uh, tạo ra một lối chơi rất là hợp lý và tất cả đều ngỡ ngàng khi mà trong buổi họp báo sau trận đấu với timor leste huấn luyện viên đinh thế nam nói gì ông nói rằng là do lực lượng quá mỏng nên cách mà ông muốn các cầu thủ giảm sức uh, không bị mất nhiều thể lực đó là tấn công tấn công hóa ra bấy lâu nay chúng ta nghe câu chuyện về việc là tấn công cũng là một cách phòng ngự thì giờ đây nó thể hiện rất là rõ trong triết lý thể hiện của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Chúng ta đều phải chú ý rằng lực lượng ở lứa U21 này dù đã U23 đấy nhưng không phải là một lứa mà trước đó được biết đến với chất lượng quá nhiều. Nhưng cũng may đối với Đinh Thế Nam là một người gắn bó với bóng đá trẻ từ cả chục năm nay rồi. Ông lại phụ trách đào tạo ở PVF cho nên ông rất hiểu là trong tay mình có gì và ông đã xoay sở, đã đạo diễn một cách tài tình và điều khâm phục còn lại đó là ông rất khiêm tốn. Ông đúng là một người nói ít nhưng làm nhiều và làm đến đâu là tới đến đó đều mang lại cho chúng ta những kết quả hết sức là mỹ mãn cho đến lúc này. Và những kết quả mỹ mãn đấy thì uh, nó dự báo là sẽ có những cơ sở để chúng ta hy vọng cho U23 Thái Lan. Dù U23 Thái Lan sẽ có đủ binh hùng tướng mạnh trong trận chung kết này và rất khát khao, rất quyết tâm để phục thù trận thua ở vòng đấu bảng nhưng chúng ta sẽ có động lực từ huấn luyện viên Đinh Thế Nam có động lực lớn lao từ người hâm mộ và sự sẻ chia của tất cả với những gì mà U23 Việt Nam đã làm được đã trải qua nếu như chúng ta lại thắng trước Thái Lan trong trận đấu này thì chúng ta sẽ vượt lên trên Thái Lan trong thành tích đối đầu trước đó thì uh, hai đội đã hòa nhau về thành tích đối đầu cụ thể là mỗi bên đều thắng 6 trận ở cấp độ U23 nhưng nếu ngày hôm 26 tháng 2 này chúng ta thắng trong trận chung kết Chúng ta sẽ vượt lên trên với chiến thắng thứ bảy Tức là sẽ có thành tích tốt hơn Và cho đến lúc này thì như đã chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn U23 Việt Nam đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại trước Thái Lan Trong đó có 3 trận thắng Có 3 trận thắng À, chính xác là chúng ta đã trải qua 5 trận liên tiếp bất bại trên Thái Lan và trong đó là có 4 trận thắng. Bắt đầu từ trận đấu ở M150 Cup chúng ta thắng với tỷ số 2-1 đến trận đấu vòng loại U23 châu Á 2020 chúng ta thắng 4-0 một cách hoành tráng giòn dã dạ với phong độ chói sáng của Quang Hải. À, sau đó thì hai đội hòa nhau ở SEA Games với tỷ số 2 đều rồi Thái Lan bị loại và đến trận đấu vòng bảng của 23 Đông Nam Á năm nay chúng ta thắng U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Tức là chúng ta đã trải qua chuỗi uh trận rất là dài không thua trước U23 Thái Lan và hôm nay chúng ta đang hướng tới một kỷ lục khác. Chúng ta cũng đã trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng của U23 Việt Nam trong lịch sử, trong lịch sử và cái chuỗi trận 5 trận thắng này bao gồm hai trận đấu ở vòng loại U23 châu Á, thắng Đài Bắc Trung Hoa, thắng U23 Myanmar và ba trận thắng đã qua ở giải đấu lần này là 5 trận quân bằng với kỳ tích mà chúng ta đã trải qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo ở Asia năm 2018 và nếu trong trận chung kết chúng ta thắng trước Thái Lan thì chúng ta sẽ tạo ra một cột mốc mới tức là chuỗi trận toàn thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử của các đội U23 Việt Nam và khi đó nó sẽ là một dấu ấn rất lớn của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đúng không ạ? Còn bây giờ thì có rất là nhiều câu chuyện xung quanh U23 Việt Nam mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rồi nhưng chúng ta sẽ đến với một con người mà nó có thể là một hình ảnh tiêu biểu cho một cái hành trình mà chúng ta đã trải qua cùng i3 việt nam đó là hành trình khó tin và một hành trình đầy thử thách đầy khó khăn nhưng rồi mọi chuyện đều có thể xảy ra và cuối cùng chiến thắng vẫn đến u hai mươi việt nam đó là câu chuyện của thủ môn trần liêm điều thủ môn sinh năm hai nghìn một của câu lạc bộ nam định này đã nhận được cuộc gọi của vff vào lúc chín giờ sáng chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tức là đúng ngày diễn ra trận đấu với timor leste đang tập trung cùng với câu lạc bộ Nam Định. Thế rồi Trần Liêm Điều rất là ngỡ ngàng ngay lập tức trao đổi với gia đình và đặc biệt xin phép huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ của câu lạc bộ Nam Định. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đồng ý. Liêm Điều vội vàng gấp gáp chỉ chuẩn bị cho mình một chút hành lý đó là đôi giày và đôi găng tay những vật không thể thiếu với Trần Liêm Điều. Thế rồi Trần Liêm Điều di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tập trung vào với các đồng đội. Ra sân bay thì máy bay lại đi lây mất 2 tiếng, rất là mệt mỏi. Thế rồi Trần Liêm Điều vào đến thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi không được bao lâu thì đến đêm lại phải dậy để test PCR theo đúng quy định. Rồi uh, Trần Liêm Điều cùng với các đồng đội lên đường sang uh, Campuchia bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, thở phào nhẹ nhõm khi kết quả PCR là âm tính. Sang đến nơi thì Trần Liêm Điều cũng không hề nhận được bất kỳ thông tin nào về việc là có thể Điều sẽ được đá ở vị trí tiền đạo ấy. Thế rồi đến phút thứ 99 của trận đấu, tức là 9 phút của hiệp phụ thứ nhất, Điều bất ngờ khi các thầy mang đến cho điều không phải chiếc áo thủ môn mà là chiếc áo của một tiền đạo một chiếc áo in vội và cái tên trần liên điều in nhầm thành trần liên điều trần liên điều chứ không phải trần liên điều nhưng cái tên lúc đó đâu có còn quan trọng nữa đúng không ạ bởi giống như bài thơ dáng đứng việt nam tên anh đã thành tên đất nước rồi u 23 việt nam đã chiến đấu cho màu cờ sắc áo cho nên cái tên của mỗi một cá nhân đâu còn quan trọng nữa và trần liên điều hay trần liêm điều thì không còn quan trọng. Quan trọng là họ đã làm tất cả những gì có thể. Thế thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở đấy bởi vì Trần Liêm Điều đã trải qua một hành trình rất đặc biệt. Trần Liêm Điều nếu mọi người chú ý thì đã nghe thông tin là cầu thủ này trong giai đoạn tập trung hồi tháng 1 thì đã xin ban huấn luyện về quê để cưới vợ. Sau lê khi cưới vợ lên tập trung cùng đội U23 Việt Nam thì test Covid lại dương tính. Thế là Trần Liêm Điều không được ăn Tết cùng với gia đình và cũng không được tập với các đồng đội vì phải cách ly. Thế rồi cái khoảng thời gian tập rồi cách ly đấy, đấy không được tập rồi cách ly đấy nó quá dài khiến cho Trần Liêm Điều mặc dù được huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh giá rất cao nhưng vẫn không được lựa chọn cho hành trình sang U23 Đông Nam Á này. Thế rồi khi mọi thứ tưởng như đóng lại cánh cửa đã sập lại một cách hoàn toàn thì cơ hội lại mở ra với một cuộc điện gọi cuộc điện thoại vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 2 và Trần Liên Điều đã trở thành câu chuyện hy hữu của bóng đá Việt Nam tại giải đấu lần này. Tại sao ngày hôm nay muốn kết thúc cái câu chuyện về U23 Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan bằng câu chuyện của Trần Liêm Điều đó là gì? Bởi vì nó rất là giống với cái hành trình của U23 Việt Nam, một cái hành trình khó tin, khó lường nhưng bằng sự quyết tâm, bằng sự tận hiến và bằng bản lĩnh tuyệt vời thì chúng ta vẫn vượt qua đến lúc này và phía trước của chúng ta là tập cuối của một bộ phim mang tên một Việt Nam không bỏ cuộc một bộ phim hy hữu của lịch sử bóng đá thế giới có lẽ là như vậy chứ không chỉ riêng ở Đông Nam Á đâu và rất hy vọng rằng nó sẽ là một cái kết trọn vẹn hoàn hảo cho tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau trải qua đúng không ạ và mình cũng xin phép được kết thúc cái cuộc trao đổi chia sẻ trước trận chung kết với U23 Thái Lan bằng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời biểu dương khích lệ U23 Việt Nam sau chiến thắng trước Timor Leste. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng chiến thắng trước U23 Timor Leste đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam. Đó. Hóa ra nó không chỉ là câu chuyện của bóng đá, nó còn là câu chuyện của cuộc sống, nó còn là câu chuyện về bản ngã của một dân tộc và đó là một tinh thần, là một ý chí Việt Nam. Hãy ra sân với tinh thần với ý chí đó, chúng ta khó khăn không? Quá khó khăn. Có thể chúng ta sẽ chỉ có 13 cầu thủ thôi, nhưng một Việt Nam với những lực lượng gần như còn không tập luyện được cùng nhau đã đánh bại Thái Lan trong trận đấu ở vòng bảng, đã vượt qua Timor Leste sau tới 120 phút và loạt sút luân lưu thì có xá gì, ngại gì mà không chiến đấu hết mình trước U23 Thái Lan. Với tất cả người hâm mộ, các bạn đã là những nhà vô địch trong lòng người dân rồi. U23 Việt Nam ạ, huấn luyện viên Đinh Thế Nam ạ. À. Nhưng đã ra sân là phải chiến đấu hết mình và chúng ta vẫn chúc cho U23 Việt Nam chân cứng, đá mềm để đá trận đấu cuối cùng chiến thắng vô địch và tạo nên một kỳ tích kỳ vĩ cho bóng đá Việt Nam, cho một thế hệ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam và cho cả một câu chuyện mà chúng ta đã nói tới rất nhiều một việt nam không bỏ cuộc cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại